Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Đào Yêu Chiết Giang Sơn của tác giả Bạch Lộ Thành Song. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 61. Mối quan hệ giữa Nam Vương và người này tốt thật, lại còn nói cả thông tin này cho nàng biết. Thẩm Tại Dã rất không vui, dù sao cũng là làm chuyện khuất tất, bị nhắc đến lần nữa nên cũng có chút chột dạ. Tuy nhiên, khương đào hoa lại vô tâm đến mức không có chút cảm xúc nào khác nhào lên người y với đôi mắt sáng người cho nên hôm nay sói hoang tấn công cung điện cũng là do hắn làm thật lợi hại lợi hại, thẩm tại giã mím môi trợn mắt nhìn khương đào hoa không biết nên nói gì với nàng dù sao hôn sự của nàng cũng là bị sói hoang phá hủy có thể ra vẻ tức giận chút được không đào hoa thấy không có gì đáng tức giận cả ngược lại có chút hương phấn cảm thấy thầm tại giã đang chơi một ván cờ rất lớn, còn nàng thì vui vẻ ở bên cạnh xem y đùa chết người khác. Có điều, có phải Lan Quý Phi từng thích ngài không? Nhớ lại những lời nghe được lúc đó, đào hoa nhìn thầm tại giã với vẻ trêu chọc giống như có ý ghen với thiếp thân vậy. Người thầm tại giã cứng đờ, lập tức xa sầm mặt, chuyện nàng không nên hỏi thì bớt hỏi lại. Giọng điệu có chút gay gắt, đào hoa hơi giật mình, nhìn y hai cái rồi buông tay nằm xuống bên cạnh, thản nhiên đáp biết rồi. Thẩm tại giã cao mày, nhưng đầu nhìn nàng, nàng còn dỗi nữa. Sao thiếp thân có thể dỗi được? Đào hoa mệt mỏi nhắm mắt lại, chỉ là mệt rồi muốn chập mắt một chút thôi, dù sao bầy sói cũng sẽ không tới đây, nếu ngài đi ra ngoài thì nhớ đóng cửa lại. Không dỗi mà lại đột nhiên im lặng như vậy, thẩm tại giã buồn bực, nhưng người qua nhéo mặt nàng, ta không ra ngoài, chỉ ở lại đây thôi. Ồ, đào hoa gật đầu, hai tay đặt lên bụng, làm như định đi ngủ thật. Khương đào hoa, thẩm tại giã nheo mắt nói, nàng đừng có cố thăm dò quá khứ của ta. Ừm, những gì nên nói cho nàng biết thì ta sẽ nói với nàng, còn không nói với nàng thì chính là điều nàng không cần biết. Ừm, ngoài chữ này ra nàng không nói gì nữa, nhưng thẩm tại giã lại càng cảm thấy khó chịu hơn. Y chưa bao giờ có tâm trạng như vậy, vừa lo vừa bực, lại có chút không biết phải làm sao. Nhưng chuyện của Lan Quý phi, y không thể giải thích với ai cả. Nợ người ta thì phải trả, nhân quả tuần hoàn, đều là nghiệp chướng. Thẩm Tại dã đưa tay vén y phục của nàng lên, nhìn vết thương rồi không nói nữa, ôm nàng vào lòng, tiếp tục chờ đợi động tĩnh bên ngoài. Bầy sói đang hoành hành, hoàng đế và quý phi đều bị kinh hãi. Cánh cửa cung điện bị va chạm hai lần, cho bụi từ xa nhà rơi xuống. Mọi người đều kêu lên nghĩ bụng có lẽ cung điện này sẽ không thể cầm cự được bao lâu nữa. Phụ hoàng, vào thời khắc mấu chốt, cảnh vương cùng tần thăng quỳ xuống, nghiêm nghị nói, môn hạ của nhi thần có một môn khách biết thuần hóa sói. Tình hình hiện tại rất nguy cấp, hay là để hắn thử xem. Thuần hóa sói, hoàng đế cao mày, sao con không nói sớm. Tần thăng vội vàng quỳ xuống, run rẩy nói, xin hoàng thượng bất giận, thuật thuần hóa sói của thảo dân cũng không thể thuần hóa nhiều sói như vậy cùng một lúc, chỉ có thể liều xem sao. Nếu không còn cách nào khác, vương gia cũng không muốn để hoàng thượng mạo hiểm. Hoàng đế nhìn hắn hai cái, phất tay nói, ngươi thử đi, nếu có thể giải quyết được khó khăn hôm nay, chấm sẽ trọng thưởng. Vâng, tần thăng đứng dậy, xoay người đi mở cửa, đám quan lại huyên náo, dương mắt nhìn sói hoang nhào đến hất hắn ta ra ngoài. Cánh cửa nhanh chóng đóng lại, hoàng đế không khỏi tò mò, vội đi tới cửa nhìn xem, những đại thần còn lại cũng lần lượt đi theo, nhòm ra bên ngoài từ những hình chạm khắc trên cửa. Tần thăng một mình đứng giữa đàn sói, bị một con sói hoang lao đến cắn vào cánh tay, xong hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, lấy ra một cây sáo xương nhẹ nhàng thổi. Đàn sói hoang xung quanh vậy mà lại lập tức ngừng tấn công, những đôi mắt xanh biếc đều nhìn về phía hắn. Tần thăng hít một hơi thật sâu, vừa bước ra ngoài vừa bắt trước tiếng sói chu mọi người nhìn mà khiếp sợ, nghĩ rằng hắn chắc chắn sẽ bị chôn trong bụng sói. Tuy nhiên, kỳ tích đã xuất hiện, từng đàn sói tụm năm tụm bảy vậy mà lại chẳng có con nào tiếp tục cắn hắn, ngược lại còn ngoan ngoãn đi theo hắn ra ngoài. Con sói ở phía xa phụ hỏa theo tiếng trụ của hắn, âm thanh càng lúc càng lan xa. Thật đáng kinh ngạc, lão thái giám hét lên, vậy mà sói thật sự nghe lời hắn. Nghe thấy tiếng nói, mọi người mới hoàn hồn, lần lượt tán thưởng hoàng đế càng vui mừng nhìn ra ngoài liên tục khen hay cảnh vương mỉm cười liếc nhìn du vương đang mặt mày tái mét ở bên cạnh chắp tay nói với hoàng đế đêm nay phụ hoàng có thể ngủ yên rồi mình đức đế quay đầu lại đang định khen hắn mấy câu thì lại ngó thấy du vương sắc mặt lại lập tức trở nên khó coi Câu mày nói qua đêm nay ngày mai khởi hành hồi cung đi hành cung rách nát này sao mà ở được du vương vội quỳ xuống cúi đầu nhận tội Thái độ hết sức thành khẩn, nhi thần nhất định sẽ tự kiềm điểm. Thấy hắn như vậy, hoàng đế há miệng, chỉ tức giận phất tay áo, cũng không tiện tiếp tục trách móc, liền xoay người bảo mọi người quay về nghỉ ngơi cả đi. Bầy sói bên ngoài đã tản đi, hộ vệ lại lần nữa vây quanh hành cung, dự định canh giữ cả đêm. Hoàng đế đang đợi ở chính điện, khi Tần Thăng quay lại, ông hết lời khen ngợi hắn và cảnh vương. Nếu Tần Thăng giỏi thuần hóa động vật như vậy thì càng thích hợp với vị trí thái bộc hơn. Hoàng đế nói, đợi sau khi hồi kinh, điều tra rõ ràng tội trạng của mạnh thái bộc và xử phạt hắn rồi, sẽ để người có năng lực hơn ngồi vào vị trí thái bộc. Thảo dân đa tả hoàng thượng tán thưởng, tần thăng vội vàng hành lễ, dập đầu xuống đất, cảnh vương cũng khung tay mỉm cười, vô cùng vui vẻ. Dù vương vốn vẫn đang trên đà thăng tiến trong chiều, song xảy ra chuyện này ở trại ngựa, chắc chắn hắn sẽ mất đi mạnh thái bộc và còn bị hoàng thượng trách phạt, danh tiếng tụt dốc sẽ bị đạp xuống vũng bùn trong chớp mắt cảnh vương vui mừng ra mặt, rời khỏi chỗ hoàng đế, lập tức đi đến chỗ thẩm tại giã. Thừa tướng nghĩ tiếp theo bổn vương nên làm gì? Thẩm tại giã liếc nhìn người đang ngủ bên cạnh, gión rén xuống giường, kéo cảnh vương sang một bên nói, không phải thẩm mỗ đã đưa hết những gì nên đưa cho vương ra rồi sao? Mắt cảnh vương sáng rỡ, lúc này mới nhớ tới hộp chứng cứ, gật đầu nói, vậy bổn vương sẽ trực tiếp tố cáo du vương tham ô sau lưng, xin phụ hoàng xử trí. Đừng vội, thẩm tại giã nói, hoàng thượng chỉ dùng người thân, rất coi trọng hoàng tử của mình. Chút chuyện này cùng lắm chỉ có thể bắt được mảnh thai bộc, muốn kéo du vương xuống nước thì ngài vẫn phải đợi hồi kinh đã. Vẫn đợi, cảnh vương cao mày, hắn cảm thấy chứng cứ đã rất đầy đủ rồi, cho dù phụ hoàng không phạt quá nặng thì ít nhất du vương cũng sẽ chảy vi chóc vậy chứ. Tuy nhiên, vì là kiến nghị của thẩm tại giã nên hẳn vẫn phải nghe theo, do dự một hồi, cuối cùng cũng gật đầu, bổn vương hiểu rồi. Tiễn cảnh vương đi rồi, thầm tại giã quay đầu nhìn người trên giường, khẽ nói, ngày mai về thành, nàng hãy ở trong phủ nghỉ ngơi, ta sẽ tìm đại phu giúp nàng nghĩ cách xem có thể xóa đi vết sẹo này không. Đào hoa chờ mình, giọng ngái ngủ, không cần đâu, khả năng xóa được không lớn, dù sao thân thể này cũng chỉ có da nhìn, da chỉ cần nhớ kỹ đây là ân tình ngài nợ thiếp thân là được. Thẩm tại giã mím môi, chuyện khả năng không lớn là nàng sẽ dễ dàng bỏ cuộc sao là chuyện không cần thiết, để bớt lo lắng, thiếp thân mới từ bỏ. Đào hoa hé mắt nhìn người đàn ông bên giường. Dù sao ra cũng sẽ không động lòng với loại nữ tử như thiếp thân, có sẹo hay không chẳng có gì khác nhau. Hửm, thẩm tại giã hơi nhướng mày, kinh ngạc nhìn nàng, nàng còn muốn trái tim của ta. Đó không phải chuyện rất bình thường sao? Đào hoa bĩu môi, nếu như ngài thật sự có thể yêu thiếp thân thì sao thiếp thân còn phải lo lắng cho mạng sống của mình? thẩm tại giã là kiểu người bảo vệ điển hình, cực kỳ thờ ơ với những thứ khác, nhưng lại đặc biệt bảo vệ những thứ mình thích. Đây chính là lý do tại sao nàng luôn thương tích đầy mình mỹ thuật không đủ trình thì ngay cả trái tim của người ta cũng không mở được. Đáng đời nàng bị thương tích đầy mình ở bên ngoài, hãy nhìn lan quý phi người ta đi, ở trong cung ăn sung mặc sướng, lại được hoàng đế sủng ái, sống cuộc sống mà nàng hằng mơ ước. Đào hoa thở dài, lăn trở lại giường tiếp tục ngủ ánh mắt thầm tại giã sâu xa, đứng khoanh tay bên giường nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng vẫn bật cười thành tiếng rồi quay đầu đi lên nguyễn tháp nằm nghỉ. Cả hai đều là những kẻ mưu mô, ai lại ngu ngốc đến mức giao nộp trái tim mình. Đó chẳng phải là chiêu đùa tính mạng hay sao? Nàng không ngốc, y cũng không ngốc, đừng ai mong cầu đối phương sẽ dành cho mình đãi ngộ đặc biệt. Hành cung trở nên yên tĩnh, có người cả đêm không ngủ được, có người lại ngủ rất say. Dạng sáng ngày hôm sau, mọi người buồn bã thu dọn hành lý, lên đường trở về. Chuyến đi này thật nhàm chán, Lan Quý Phi dựa vào người hoàng đế, nhìn con đường giật lùi về sau hai bên xe rồng, đi xa như vậy mà chơi được có một lúc phải về rồi. Nàng đừng giận, hoàng đế trầm giọng, chậm về xử lý bọn chúng. Lan Quý Phi mím môi, vén rèm nhìn thầm tải giã đang cưỡi ngựa đi trước. Y thì tốt rồi, trực tiếp sát Khương Thị lên ngựa mà không sợ bị ai chê cười đào hoa vẫn chưa tỉnh ngủ tựa vào ngực thẩm Tại giã nhẹ nhàng như gà mổ thóc thẩm Tại giã cũng đưa một tay đỡ đầu nàng để nàng yên tâm ngủ tuy nhiên đi được nửa chặng đường đào hoa vẫn bị đánh thức thảo dân có khiếu nại muốn kiện mạnh thái bộc đương triều cầu kiến bệ hạ một nhóm người chặn giữa đường đám đông hưng phấn đám hộ vệ vội điều động vì sợ là bạo dân thẩm Tại giã nhìn nhưng chỉ nói một câu hiếm khi có dân ý muốn truyền đạt lên trên dẫn một người đến ngử tiền nói đi. Vâng, hộ vệ đáp lời, dẫn một bách tính cầm tờ cáo trạng tới trước xe rồng. Hoàng đế đang định hỏi có chuyện gì thì thấy một ông lão quỳ trước xe, giơ tờ cáo trạng lên hét lớn, mạnh thái bộc tham ô hối lộ, xem mạng người như cỏ rác, mong hoàng thượng minh xét. Lại là mảnh thái bộc, hoàng đế đen mặt, vỗ vào trục xe, trầm giọng nói, người có oan tình gì thì cứ nói hết đi. Ông lão quỳ xuống dập đầu, vừa khóc vừa nói, mạnh thái bộc xây trại ngựa nhưng lại nợ tiền lương khiến con trai Thảo Dân kiệt sức chết ở công trường. Đệ đệ của Thảo Dân nghe nói Du Vương là người giám sát, từng đến phủ Du Vương cao trạng, nhưng không ngờ Du Vương còn ngang ngược hơn cả mạnh thái bộc, trực tiếp đánh chết đệ đệ của Thảo Dân. Xin Hoàng thượng làm chủ. chương 62 Vừa dứt lời, xung quanh đã ồn ào huyên náo. Du vương ngồi ở đuôi xe đang định xuống xe thì bị cảnh vương ngăn lại. Du vương đệ, bây giờ đệ qua đó chẳng phải là tự tìm đến cho phụ hoàng mắng sao. Cảnh vương cười nói, không bằng đợi người ta nói xong đã. Dù vương cau mày, nhìn hắn thật sâu, thấp giọng nói, thì ra cảnh vương huynh đã có chuẩn bị sẵn. Này, chuyện này thì liên quan gì tới bổn vương? Cảnh vương nhún vai, vẻ mặt vô tội, dù vương đệ đã làm gì thì bản thân đệ biết rõ. Trên đời chẳng có bí mật nào mà không bị lộ. Dù vương cắn răng, thò đầu nhìn về phía trước, ông lão cáo trạng quỳ dưới đất gào khóc, tuy không nhìn thấy vẻ mặt của phụ hoàng nhưng thấy tất cả thái giám bên cạnh đều quỳ xuống, chắc chắn Long Nhan đang nổi trận lôi đình. Lần này thì không hay thật rồi. Cầm tờ cáo trạng đọc từ đầu đến cuối, hoàng đế tức giận đến run cả tay, quay đầu nói với tấm vệ thống lĩnh bên cạnh, đưa cả người về kinh thành, mở kinh đô nha môn, chẳng muốn đích thân xét xử vụ án này. Thẩm tại giã hơi nhướng mày, ngẫm nghĩ rồi xuống ngựa đi đến cỗ xe rồng, chắp tay nói, bệ hạ, người đích thân xét xử ở kinh Đô Nha Môn, vụ án này không hề nhỏ, dù vương điện hạ dù sao cũng là hoàng tử. Lan Quý Phi liếc y một cái, khoác tay hoàng đế nói, thừa tướng nghĩ bệ hạ sẽ thiên vị chắc. Thiên tử phạm pháp cũng tội như thư dân, vì để công bằng nên bệ hạ mới đích thân xét xử ở Nha Môn. Một vị quân chủ anh minh như vậy, phận làm thần tử chẳng những không ca tụng thánh đức mà ngược lại còn muốn ngăn cản. Thẩm tại giã khẽ cười, cúi đầu nói, nương nương bất giận, thần không có ý định ngăn cản, chỉ là thấy bệ hạ hiện đang tức giận nên mong bệ hạ cân nhắc kỹ trước khi hành động. Cơn giận nguôi ngoai, hoàng đế khẽ vỗ tay lan quý phi, nhìn thầm tại giã, thừa tướng luôn hiểu rõ tâm tư của chấm nhất nên khuyên chấm cũng là điều đương nhiên. Nhưng lần này đã xảy ra án mạng, lại còn dính dáng chuyện tham ô chạy ngựa, chấm nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc để gian đe. Cho nên Khanh cũng không cần phải nói nhiều. Vì thần hiểu rồi thẩm tại giã cúi đầu hành lễ rồi leo lại lưng ngựa. Đào hoa vẫn đang thở đều nhịp nhàng, tuy vừa rồi bị ông lão gào khóc làm cho giật mình nhưng lúc này dường như lại đang ngủ say, mí mắt cũng cụp hẳn xuống. Thẩm tại giã lên ngựa, lại ôm nàng vào lòng, thấy nàng khẽ ngáp một cái rồi chép miệng nói, ra thật là hiểu tính tình của Lan Quý Phi. Hả, thẩm tại giã hờ hững hỏi, sao nhìn ra được? Ngài muốn hoàng thượng trừng phạt nghiêm khắc du vương nhưng lại cố ý nói ngược lại, chẳng phải đoán chính xác Lan Quý Phi sẽ không đồng ý với ngài sao. Nàng cỏ cọ vào ngực y, tìm một tư thế thoải mái hơn để làm tổ, nhờ mắt nói, xem ra ít nhất cũng có giao tình mấy năm, nếu không cũng sẽ không biết rõ gốc gáp đến mức này. Ông lão và những người chặn đường được hộ vệ đưa lên xe ngựa phía sau, đoàn xe tiếp tục tiến về phía trước. Thẩm tại giã vừa nhìn đường vừa nói một cách vô cảm. Không phải mấy năm, mà là mười năm. Mười năm, cuối cùng đào hoa cũng mở mắt ra, nhìn y với vẻ kinh ngạc và tò mò. Giao tình 10 năm mà sao mối quan hệ này lại trông kỳ lạ như vậy? Giống như đã từng yêu nhau nhưng cũng giống như có mối thâm thù đại hận. Tuy nhiên, nàng thông minh không mở miệng hỏi, vì có hỏi thì thầm tải giã cũng sẽ không trả lời. Có vẻ như y không thích nhắc đến Lan Quý Phi lắm, hễ nhắc đến là y sẽ vẻ cáo kỉnh. Cảm xúc này khiến nàng cảm thấy rất quen thuộc, như thể đã từng nhìn thấy trước đây khi nàng hỏi y lấy ngọc bội trên người để thế chấp, có phải tâm trạng tức giận của thầm tại giá cũng giống như khi nàng nhắc đến Lan Quý Phi trước mặt y. Giữa hai chuyện này có mối liên hệ gì chăng? Đào hoa sờ cằm, nhanh chóng nghĩ ra một vở kịch yêu hận vướng mắc hai người vốn dĩ yêu nhau nhưng bị hoàng thượng chia rẽ uyên ương. Thẩm tại giá tiện thể đầy thuyền đưa Lan Quý Phi vào cung và Lan Quý Phi luôn ghim hận thẩm tại giá. Thẩm thừa tướng tội nghiệp trong lòng vẫn còn có Lan Quý Phi, đêm nào cũng nhìn ngọc bội nàng để lại mà khóc đến khi trời sáng yêu không được hận không xong cầu không có bỏ không đành hai người này chính là hiện thân sống động cho những đắng cay và bi thương của tình yêu thật quá thê thảm nghĩ đến đây đào hoa thở dài đánh thượt cầm lấy tay thầm tại giã để trước người mình thông cảm nói ra cũng không cần quá đau khổ vì chuyện quá khứ chuyện gì nên buông bỏ thì phải buông bỏ thế gian vẫn còn nhiều điều tốt đẹp đừng tuyệt vọng thẩm tại giã nhìn nàng như nhìn kẻ thần kinh mũi tên đó làm tổn thương não nàng rồi đúng không thiếp thân hiểu thiếp thân sẽ không hỏi nữa quay đầu nhìn y thật sâu trong mắt đào hoa đầy vẻ thương hại sau này thiếp thân sẽ đối xử thật tốt với da cho ra sự ấm áp để da không còn cô quạnh không còn cô đơn nữa hiện giờ ta đang rất đau khổ thẩm tại giã đen nửa mặt chán ghét nhìn nàng rốt cuộc nàng đang nghĩ cai quái gì vậy muốn ngồi lên ngựa thì im miệng đừng nói nữa nếu còn nói nhảm nữa thì cho dù nàng đang bị thương, ta cũng sẽ ném nàng xuống." Đào Hoa đưa tay véo nhẹ môi mình, chớp chớp mắt ra hiệu mình không nói nữa, sau đó ngoan ngoãn rúc vào lòng y, tiếp tục nhìn về phía trước. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 63. Cảnh Vương rõ ràng không nghĩ tới điều này, hắn chỉ nghĩ rằng phụ hoàng tiên vị Du Vương, sợ rằng sau khi khó khăn mới nắm được bằng chứng, lại để cho Du Vương có cơ hội lật ngược tình thế vì vậy lập tức hành động đặt những lá thư và chứng từ thầm tại giã bắt được lên bàn của hoàng đế phụ hoàng xin xem đây là thư nhận hối lộ của mạnh thái phó và du vương còn có sổ sách rõ ràng về số tiền tham ô chỉ cần nhìn qua là hiểu ngay dù hắn có biện minh khéo léo thế nào cũng khó thoát tội mình được đế nhíu mày im lặng một lúc rồi mới đưa tay cầm lên xem không dấu vết người có gì muốn giải thích không du vương sững sờ không hiểu sao những vật này lại rơi vào tay cảnh vương. Hắn và mạnh thái phó làm việc kín đáo, trừ thân tín, không ai biết mối liên hệ giữa họ, sao có thể. Sao có thể ngay cả sổ sách cũng bị lộ. Dù cho thầm tại giả thực sự đứng về phía cảnh vương, hắn cũng không nên biết rõ chuyện của mạnh thái phó và hắn, mạnh thái phó chẳng phải luôn che giấu rất tốt sao. Trong lòng không hiểu nổi, du vương chưa kịp trả lời hoàng đế. Trên công đường im lặng lúng túng, sắc mặt hoàng đế khó coi, không rõ là tức giận du vương hay cảnh vương. Trong lúc căng thẳng, thầm tại giã đứng dậy, cung kính chắp tay nói, hoàng thượng, thần cho rằng tham ô là việc lớn, không thể điều tra rõ ràng ngay lúc này. Nếu cảnh vương có chứng cứ, theo ý thần, nên lập án trước. Trước mắt việc cấp bách nhất là gia nô của du vương phủ giết người và mảnh thái phó nhận hối lộ trái pháp luật. Mình đức đế như người ngồi trên cành cây cao gặp người đến cứu, cảm kích đến rơi nước mắt, ái khanh nói rất đúng. Cảnh vương ngạc nhiên, quay đầu nhìn thầm tại giá. thấy thầm tại giá buông mắt, vẻ mặt bình thản. Là có quyết định khác sao? Mỉm cười mím môi, cảnh vương cũng bỏ tay không tiếp tục, định lát nữa hỏi rõ để tránh làm rối loạn kế hoạch của thầm tại giá. Còn du vương quỳ trên đất, nhớ cái ơn cứu mạng của thầm tại giá hôm nay, dù hồi cung bị trách phạt cũng tốt hơn bị cảnh vương giết. Hắn lại giúp du vương. Trong khi chờ phán xét, Lan Quý Phi nhíu mày, tại sao trong chốc lát lại thay đổi suy nghĩ? Đào Hoa đứng bên cạnh, nghiêng đầu hỏi, nương nương sao biết thừa tướng muốn giúp Du Vương? Chẳng lẽ không rõ ràng sao? Lan Quý Phi cười diễu, lúc trước đã muốn giúp Du Vương, bây giờ lại trực tiếp nói giúp, giúp Hoàng đế có bậc thang để xuống, để hắn tránh được kiếp nạn. Đôi mắt khẽ động, Đào Hoa cười, quay đầu nhìn thầm tại giã bên ngoài, không nói gì. Thẩm Tại Giả rõ ràng là để cảnh vương đắc tội hoàng đế, lại cắn chết du vương, còn mình thì làm người tốt, được hoàng đế yêu mến, lại được du vương cảm kích, thậm chí cảnh vương cũng phải cảm ơn hắn. Một mũi tên chúng ba đích, Thẩm Tại Giả không tốn chút sức nào, cuối cùng du vương vẫn sẽ bị hoàng đế trách phạt, cảnh vương sẽ đạt được mục đích, còn hoàng đế khi trách phạt du vương cũng không có cái nhìn tốt về cảnh vương. Thẩm Tại Giả đứng bên cạnh không bị vấy bẩn, còn mang tiếng thơm. Thật là không biết xấu hổ. Ngươi đang suy nghĩ gì? Lan Quý Phi nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt không vui, bản cung thấy ánh mắt ngươi giống thừa tướng. Đào Hoa cười nói, thiếp chỉ đang nghĩ khi nào có thể trở về phủ, vết thương trên vai còn đau. Nhìn vai nàng một cái, Lan Quý Phi cao mày nói, tính tình ngươi cũng tốt quá, bị thương nặng vậy mà còn ra ngoài không nghỉ ngơi, cũng không tức giận sao? Có gì phải tức giận? Đào Hoa cười, ra là thừa tướng hoàng thượng còn chưa hồi cung hắn sao có thể vội hồi phủ không nói hồi phủ hắn còn chẳng quan tâm ngươi ngươi không để ý sao lan quý phi không thể hiểu thừa tướng hôm qua nói hôm nay muốn để ngươi ở hành cung sau đó theo hoàng thượng lên núi săn bắn nháy mắt vài cái đào hoa không hiểu nhìn nàng có gì không đúng sao lan quý phi sững sờ mày liễu dựng đứng không có gì không đúng ngươi vì bảo vệ hắn mà bị thương hắn lại không coi trọng vết thương của ngươi. Nhún vai, đào hoa nói, phu vi thê cương, quân vi thần cương. Thiếp nên nghe tướng ra, mà tướng ra nên nghe hoàng thượng, quyết định như vậy không phải là bình thường sao? Nữ nhân này có tật xấu gì sao? Nói gì cũng giống thầm tại giả. Nếu không phải là công chúa triệu quốc, nàng thực muốn nghĩ Khương Đào Hoa là muội muội thất lạc nhiều năm của thầm tại giả. Tức giận quay đầu, Lan Quý Phi ném khăn nói, người cảm thấy bình thường, thì cứ bình thường, không liên quan đến bản cung, bản cung cần gì phải quan tâm. Đào hoa ngừng lại, lặng lẽ quan sát vẻ mặt của quý phi nương nương này, chỉ cảm thấy có chút tính trẻ con. Nếu nàng và thầm tại giã thực sự yêu nhau, có thể dễ dàng đoán được tại sao hai người này cuối cùng không ở cùng nhau thầm tại giã là loại rắn độc, sao có thể sống cùng một tiểu bạch thỏ thuần khiết. Muốn sống cùng nhau, phải tìm người giống nàng, chỉ là bề ngoài là tiểu bạch thỏ hoàng đế nhanh chóng ban thánh chỉ, mạnh thái phó tham ô nhận hối lộ, giết người, làm nhục danh dự triều đình đại ngụy, cả nhà bị tịch thu tài sản và sư tử. Khi kinh đường mục hạ xuống, bên ngoài dân chúng hoan hô vỗ tay, vui mừng không ngừng, trong chốc lát không ai nhớ đến chuyện tham ô của du vương. Thấy cảnh vương còn muốn nói chuyện, Minh Đức Đế vọt đứng lên, nhanh chóng đỡ thái giám hồi cung. Lan Quý Phi mở cửa, khi bước ra còn quay đầu nhìn đào hoa, ánh mắt có vẻ phức tạp khó hiểu. Đào hoa ngây thơ cười, hướng về nàng quỳ gối hành lễ, cung tiễn nương nương. Khẽ hừ một tiếng, Lan Quý Phi trở về bên cạnh hoàng đế. Thẩm tại giã không chút hoang mang đi tới, hỏi nàng còn đau không? Đau, đào hoa mặt nhăn nhó, đáng thương đưa tay về phía hắn, muốn ôm. Thẩm tại giã giờ khóc giờ cười, định nói nàng không có quy củ, lại nghe thấy sau lưng có người gọi, thừa tướng. Thân thể cứng đờ, thẩm tại giã lập tức quay đầu, chắn đào hoa ở phía sau. Cảnh vương nhíu mày tiến lên trước, nhìn hắn thấp giọng nói tại sao cho du vương một lối thoát. Rõ ràng có thể nhân cơ hội triệt để diệt trừ hắn. Nhẹ nhàng lắc đầu, thầm tại giã nói, vương gia không hiểu sao. Rõ ràng có thể gán tội tử cho du vương, nhưng hoàng thượng không muốn. Ngài muốn diệt trừ du vương, cũng không thể tự hại mình. Nhưng mà, cảnh vương nhíu mày, lần này chưa diệt trừ, sau này khó có cơ hội còn nhiều cơ hội lần này bằng chứng rõ ràng đưa về hoàng cung thẩm tra bệ hạ cũng chưa chắc tha thứ du vương chỉ cần vương ra về góp lời liên hợp các đại thần trong triều chứng tỏ hoàng tử tham ô nghiêm trọng dù hoàng thượng không giết du vương cũng sẽ đuổi hắn khỏi kinh thành một khi bị trục xuất còn có cơ hội trở lại đâu cúi đầu suy nghĩ giống như đích xác là đạo lý này cảnh vương lông mày giãn ra hiểu rằng thầm tải giã thực sự nghĩ cho mình vì vậy cúi đầu vái chào đa tả thừa tướng. Vương gia nói quá lời, thẩm tại giã mỉm cười nói, chuyện tiếp theo xin giao cho ngài, Khương Thị bị thương, vi thần xin phép hồi phủ trước. Hoàng thượng bên kia, cũng thỉnh vương gia thay thẩm mỗ cáo lỗi. Được, cảnh vương cười, duỗi đầu muốn nhìn người sau lưng hắn, nói đến bản vương còn chưa thấy hình dáng triệu quốc công chúa, có thể khiến thừa tướng để tâm như vậy, chắc là sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành. Vương gia quá khen thẩm tại giã nghiêng người chắn đào hoa lại kín hơn tư sắc bình thường chỉ là thiên chân khả ái nên thẩm mỗ có chút thiên vị đào hoa sau lưng trừng mắt thiên chân khả ái từ miệng người khác là khen ngợi từ miệng hắn nói ra dùng cho nàng nghe thế nào cũng thấy khó chịu cảnh vương ngạc nhiên nhìn động tác của thẩm tại giã mỉm cười hiểu rõ không cho nhìn chắc là rất để ý vị công chúa này may mắn sau lưng nàng không có thế lực gì ở đại ngụy Tùy thầm tại giã sùng ái, cũng không ai có ý kiến. Đã vậy, bản vương xin cáo từ trước. Vương ra đi thong thả. Chắp tay hành lễ, cảnh vương quay đầu rời đi. thẩm tại giã thở phào nhẹ nhõm, ngoái đầu nhìn người phía sau nói, nhanh hồi phủ thôi. Đào hoa tò mò nhìn hắn, ngài không theo thánh giá tiến cung sao. Còn phải xử trí du vương. Cửa tử đã mở ra, còn lại huyết cùng thịt, bọn họ tranh thế nào thì tùy thầm tại giã cười tà. Da không dính máu tanh. Hương vị ngang ngược này khiến đào hoa mắt sáng lên, vỗ tay thở dài nói, da thật sự là một đóa sen trắng gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Nghe như khen ngợi, nhưng không hiểu vì sao, hắn không cao hứng. Sau khi nhìn nàng, thầm tại giã ôm nàng ra ngoài. Vốn kế hoạch là ra ngoài hai ngày, nay trở về sớm, cũng không biết tình hình trong phủ thế nào. Phủ thừa tướng từ lâu đã có ra nô trở lại báo tin, nhưng trong phủ vẫn dối bời. Mai chiếu tuyết ở cố thị ôn thanh các, liên tục ôn nhu an ủi, bên ngoài người tụ thành từng nhóm nhỏ, thầm thì bàn tán gì đó. Tranh xuân các cũng có người đứng, bên trong bị lật tung. Vài nha hoàn quỳ trong sân, vẻ mặt căng thẳng. Đào hoa vừa vào phủ liền cảm thấy không khí bất thường, đến viện của mình vừa nhìn, liền che mặt ngã vào lòng thầm tại dã ra, thiếp thực sự mệt mỏi, không có sức bận tâm các nàng dù có chuyện gì xảy ra, ngài thay thiếp giải quyết được không? Thẩm tại giã nhíu mày, sắc mặt khó coi, tiến lên bắt cửa ra nô hỏi, xảy ra chuyện gì? chương 64 Ngoại viện, một nha hoàn thô sự vội vã nói, ra. Chúng nô tỳ hoan uổng, cố phu nhân phái người đến, nói trong viện chúng ta giấu gì đó để vụ oan cố nương tử, cưỡng chế muốn lục soát Cố phu nhân, đào hoa nháy mắt nhìn về phía thẩm tại giã sắc mặt hắn trở nên âm trầm, đẩy nàng ra và bước nhanh vào trong phòng. Chỉ chốc lát sau, vài gia nô bị ném ra ngoài, tạo ra vài tiếng bùm vang dội trong sân. Phản rồi à, ai cho các ngươi lá gan dám lục soát đồ trong tướng phủ của ta? Thẩm tải giã giận dữ quát, rồi ra lệnh cho Trạm lô, đem tất cả người trong ôn thanh các đến đây cho ta. Giả, Trạm lô đáp, rồi xoay người chạy nhanh. Đào hoa rụt cổ, quan sát vị đại gia này giận dữ trên đất nằm vài gia nô mặc không phải xiêm y của tướng phủ, mà là của nhà khác mang tới. Điều này không thể trách thầm tại giã tức giận, ai lại dám không có nhãn lực đến vậy. Dẫn người đến tướng phủ lục soát lại bị thừa tướng bắt gặp, chẳng khác nào tự đâm đầu vào dọ rắn. Không cắn chết bọn ngu xuẩn này mới lạ. Trong phủ nhanh chóng trở nên ẩm ý, chạm lô gan lớn thật sự, còn dẫn theo hộ vệ, trực tiếp bắt giữ một người mặc quần áo hoa lệ. Buông ra! đều buông ra cho ta. Các ngươi phản rồi sao? Tiếng hét bén nhọn vang xa, đào hoa sững sờ, vội vàng nép sau lưng thầm tại giã. Mai chiếu tuyết bước vào sân nhỏ, trên mặt có chút kinh hoàng. Như thể không biết thầm tại giã đã trở về, tiến lên hành lễ, thiếp xin thỉnh an ra, không biết ra hồi phủ sớm, chưa kịp nghênh đón, xin ra thứ tội. Thầm tại giã không nhìn nàng, mà dương mắt nhìn về phía người bị áp giải phía sau. Thấy tướng ra trở lại, cố phu nhân không còn la hét ầm ĩ nhưng trên mặt vẫn có chút không cam lòng lẩm bẩm nhỏ giọng gia cố hỏi nhu nhào tới gia mẫu không hiểu quy củ nếu có gì làm ra phật ý xin gia bao dung không hiểu quy củ thẩm tại giá cười lạnh đường đường lang trung lệnh phu nhân mà không hiểu quy củ còn muốn người khác bao dung ta không phải cố đại nhân không có rộng lượng như vậy không có thánh chỉ mà dám lục soát trong tướng phủ của ta cố phu nhân là người đầu tiên chuyện này không tính rõ với cố đại nhân sao được. Cố Hoài Nhu sướng sờ, vội quay đầu nhìn mẫu thân, liên tục nháy mắt. Cố phu nhân đã quen kiêu căng trong phủ, vì cố đại nhân dễ bị lay động, nàng thường vinh váo hung hăng, tâm cao khí ngạo. Khi cố Hoài Nhu được sủng ái trong tướng phủ, nàng lấy con gái mình làm bảo bối, không ít lần tác oai tác quái. Cho nên hiện tại, dù thầm tại giá có sắc mặt rất khó coi, nàng cũng chỉ nhỏ giọng nói, ta không làm gì sai, thừa tướng có gì để tính sổ. Mẫu thân, cố hoài nhu lo lắng đến trắng bệch mặt mày, bối rối nhìn thầm tại giã, vội kéo nàng nói, ngài đừng nói chuyện như vậy. Ta nói sai chỗ nào, cố phu nhân cao mày nói, chẳng lẽ không đúng sao? Rõ ràng là có người muốn hại ngươi, ngươi lại yếu ớt không nói gì. Thẩm tại giã cười giận, chắp tay nhìn nàng hỏi, ai muốn hại ai? Tướng ra còn chưa biết sao, liếc nhìn Khương Đào Hoa, Cố phu nhân quỳ dưới đất, lạnh lùng nói, ngài vừa rời kinh thành, trong phủ liền truyền tin rằng Hoài Nhu mượn mang thai hãm hại Mạnh thị, vụ oan khương nương tử. Tin tức này còn là từ Tranh Xuân các truyền đi. Cái gì? Đào Hoa kinh ngạc nhìn nàng, ta vừa đi, Tranh Xuân các cũng không có người, tin tức từ đâu truyền ra? Cái này phải khen Khương nương tử thông minh, Cố thị hừ nhẹ, liếc mắt nói, ngài theo tướng ra đi rồi, nhìn như phủi bỏ quan hệ nhưng ngầm lại an bài nha hoàn hãm hại nhu nhi đáng thương nhu nhi đau đớn mất hài tử còn bị vu oan đây đúng là có chút thú vị đào hoa híp mắt bước lên một bước nhìn nàng nói thì ngài nói lại lần nữa ta vu oan cố thị điều gì ngài đóng kịch ở đây sao cố phu nhân nhíu mày nhìn nàng nói còn tưởng ai không biết sao ngài phái người trong phủ và trên phố bịa đặt nói nhu nhi không mang thai mà là mượn mang thai để đối đầu với ngài và mạnh thị bụng dạ hẹp hòi. Tâm cơ thâm trầm, còn nói nàng mua chuộc đại phu huyền hồ đường, quả thật có mũi có mắt, khiến ta suýt tin. Bên ngoài hiện nay mắng nhu nhi không ngớt, ngài cao hứng rồi chứ gì. Đào hoa kinh ngạc, chuyện này từ đâu truyền ra, biết rõ chỉ có nàng và cố hoài nhu mới biết, mà nàng bận ứng phó thầm tại giá, đâu có thời gian rảnh đi hãm hại cố hoài nhu. Quay đầu nhìn cố thị, trong mắt nàng đầy vẻ tìm hiểu. Cố hoài nhu rõ ràng rất trột giả đối diện ánh mắt nàng liền vội vàng tránh đi, cúi đầu. Chuyện gì đây? Thẩm tại giã nghe xong, nhàn nhạt mở miệng, chiếu tuyết. Thiếp đây, ngươi là chủ mẫu trong phủ, khi ta không có ở đây, phủ này là do ngươi chủ sự. Nhưng giờ lại để người khác mang ra nô đến cửa dương oai, ngươi có biết sai không? Mai chiếu tuyết sướng sờ, vội cúi đầu, thiếp thật sự đã thất trách. Trở về phạt chép tâm kinh 10 lần. Vâng. Cố phu nhân sững sờ, dương mắt nhìn thầm tại giã phạt mai chiếu tuyết, rõ ràng là đánh mặt nàng, dựa vào cái gì kia chứ? Tướng ra chẳng lẽ thiên vị như vậy, không điều tra thêm sao? Nàng tức giận nói, dù gì cũng liên quan đến danh dự tướng phủ. Ngài không thể dễ dàng tha cho kẻ tác quái sau lưng. Ta tự nhiên sẽ tra, không nhọc phu nhân hao tâm tổn trí. Lạnh lùng liếc nàng, thầm tại giã quay đầu nhìn cố hoài ngu, đã có lời đồn như vậy, thỉnh huyền hồ đường đại phu đến kiểm tra một lần. Cố Hoài Nhu kinh ngạc, vội cúi đầu nói, ra muốn mời thì mời khai đại phu, hắn rất có kinh nghiệm về bệnh phụ nữ. Chỉ mời một người sao đủ, thẩm tại giã liếc nhìn nàng, ngoài cười nhưng trong không cười, huyền hồ đường có nhiều người y thuật rất tinh thông. Ta đều sẽ mời hết đến để xem xét. Mặt tái đi, cố Hoài Nhu lòng dối như tơ vò, vội kéo mạnh xiêm y mẫu thân. Sao vậy, cố phu nhân không hiểu, liếc nhìn nàng dương cầm nói nên trần đoán bệnh thì trần đoán không thể để ngươi chịu ủy khuất người quá thiện lương nên luôn bị người khác khi dễ trong phủ này đào hoa cười nhìn cố hoài nhu nói đúng là rất thiện lương thật nàng chưa so đo với cố hoài nhu về lần trước ý đồ giết mình hiện giờ lại sợ nàng vạch trần bí mật mang thai liền cắn ngược lại nàng điều này có lợi gì cho nàng nếu điều tra ra nàng thật không mang thai sẽ là họa vô đơn chí mạnh gia vừa vào đại lao thẩm tại giã không còn cố kỵ trực tiếp dùng tội danh giả mang thai xử trí cố thị cũng không vấn đề gì nhưng vì sao lại tự đẩy mình vào chỗ chết cố hoài nhu gấp đến mức không nói được nhìn đào hoa với ánh mắt cầu khẩn chuyện này không phải nàng làm nàng không ngu đến vậy trốn cũng không kịp còn muốn cùng người ngọc đá cùng vỡ sao đào hoa sướng sờ nhíu mày không phải nàng vậy là ai không còn nhiều thời gian trao đổi ánh mắt, thầm tại giã đưa đào hoa vào nội thất, cho nàng nằm lên giường nghỉ ngơi, rồi bảo cố thị cùng cố phu nhân và những người còn lại chờ bên ngoài phòng. Cố phu nhân ngồi một bên, nhìn vào nội thất vài lần, nhỏ giọng lầm bẩm nhiều người ngồi thế này, nàng lại nằm. Mẫu thân, cố hoài nhu không nhịn được, nói nhỏ, ta không còn được sủng ái như trước, ngài không thể bớt lại sao. Ngươi, cố phu nhân nhíu mày, ngươi tự hạ thấp mình như vậy, ai còn đánh giá cao ngươi. Ngài nghĩ đây là cố phủ sao? Cố Hoài Nhu tức giận đến dậm chân, nơi này có quy củ riêng, không chỉ có mình ta. Cố phu nhân bị nàng giống đến sững sờ, liền tu liễm chút ít, bĩu môi mà nói, biết rồi, ngươi gấp gì? Tướng ra còn đang nhìn. Cố Hoài Nhu tức giận nhắm mắt, trước kia nàng luôn tốt khoe xấu che, làm mẫu thân nghĩ nàng rất giỏi, mượn tên nàng đắc tội với người khác, cuối cùng khổ vẫn là nàng chịu sao lại thiếu kiên nhẫn như vậy? Thẩm tải giả yên tĩnh uống trà, mí mắt không hề nhấc lên. Trong tay hắn có quyển sách, một cái tên đã bị vạch tới. Đại phu huyền hồ đường rất nhanh đã đến, tổng cộng 10 người. Cố Hoài Nhu rất không muốn đưa tay, định mượn cớ choáng váng để tránh. Cố phu nhân cũng nhận ra không thích hợp, nhỏ giọng hỏi sao vậy? Trong phòng nhiều người như vậy, Cố Hoài Nhu nào dám nói gì? chỉ có thể cắn răng nói với thầm tại giả, thiếp không muốn bắt mạch, ra có thể cho thiếp về nghỉ không? Chuyện hôm nay coi như chưa xảy ra. Nếu người bị ủy khuất mà nói ra những lời này, ta sẽ thấy ngươi rất hiểu chuyện. Dương mắt nhìn nàng, thầm tại giả thản nhiên nói, nhưng hôm nay mẫu thân ngươi làm đào hoa ủy khuất, ngươi còn nói như vậy, thì ta thấy ngươi thật kiêu căng. Cố hỏi nhu sướng sờ, nâng váy quỳ xuống, thiếp nguyện ý xin lỗi Khương Nương Tử. Biết sai mà sửa là tốt thầm tại giả nói nhưng đại phu đều đến đây ngươi nên để họ xem nếu không xem ngay cả ta cũng sẽ nghĩ ngươi trột giả thân thể cứng đờ cố hoài nhu cúi đầu bất động thanh đài nhận lệnh thầm tại giả lập tức đưa cố hoài nhu đặt lên ghế để đại phu lần lượt bắt mạch cố hoài nhu mặt tái xanh nhìn thanh đài nói ta với ngươi không thù không oán ngươi làm gì vậy theo ý phu nhân đây là để nương tử chứng minh trong sạch cũng là rửa sạch tội vụ oan chủ tử nhà ta. Thành đài mặt không đổi sắc nói, chính trực không sợ gian tà, nương tử không cần căng thẳng. Không căng thẳng mới là lạ, cố hoài nhu liều mạng dẫy rụa, lông mày nhíu chặt, giống người buông ra cho ta. Người dẫy rụa nữa, chẳng phải chứng tỏ lời đồn bên ngoài là thật sao. Thẩm tại giã nghiêm mặt nói, hoài nhu, giả mang thai vụ oan giá họa, tội danh này không nhẹ hơn mạnh thị mưu hại con nối dòng chương 65. Cố Hoài nhu ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt nhanh chóng ngấn lệ ra. Thiếp đã ở bên cạnh ngài hơn một năm, chưa từng phạm sai lầm lớn, tại sao ngài không chịu tin tưởng thiếp? Thẩm tại giã bình tĩnh nhìn nàng, phải chăng nữ nhân các ngươi khi bị bắt bẻ đều càn quấy như vậy? Chính ngươi khiến ta nghi ngờ trước, không chịu chứng minh sự trong sạch của mình. Còn muốn ta tin tưởng ngươi vô điều kiện. Trong mắt ra, thiếp là người giả mang thai để lừa dối sao? Ta không biết, thầm tại giã lắc đầu, vì vậy để đại phu bắt mạch, nếu thật sự không có thai sẽ có dấu hiệu bệnh lý. Chuyện rất đơn giản, nếu ngươi không trột giả, tại sao phải khóc lóc? Cố hoài nhu cúi đầu, rõ ràng là trột giả. Cố phu nhân ngạc nhiên, một lúc lâu mới hiểu được tình cảnh của con gái mình, liền che chắn trước nàng, nhìn thầm tại giã nói, nhu nhi không muốn, tướng ra cần gì phải làm khó người khác. Phu nhân dẫn người đến lục soát tranh xuân các, có hỏi qua ý kiến người ở đây chưa? Thẩm tại giã lạnh lùng nhìn nàng, ngài hiện tại dường như không có lập trường để nói chuyện. Cố phu nhân run lên, bị ánh mắt của hắn làm sợ hãi, lắp bắp nói, vậy tướng gia định xử lý nhu nhi thế nào? Rất đơn giản, thẩm tại giã liếc nhìn đại phu bên cạnh, nếu nàng đồng ý để bắt mạch, thì dựa vào kết quả trần đoán mà xử lý. Nếu thật sự xảy thai, sẽ phạt kẻ loan truyền tin đồn, nếu là giả mang thai để lừa dối, thì sẽ viết hưu thư và đưa nàng về nhà. Nếu ngay cả trần đoán bệnh cũng không dám, thì chỉ có thể kết luận là giả mang thai. Cố hoài nhu kinh hãi, nhìn đại phu đứng bên cạnh, liền quỳ xuống trước thầm tại giả, ra. Thiếp có lời muốn nói. Người cứ nói đi. Thiếp, thiếp mang thai đúng là có vấn đề, nhưng là có ẩn tình. Cố hoài nhu cắn răng, như thế bất chấp tất cả, ngước mắt nhìn thầm tại giả, thiếp không biết ai đứng sau làm trò. Ban đầu thiếp không mang thai, nhưng có đại phu bên ngoài đến lừa thiếp nói là có khiến thiếp phải tiếp tục giả vờ không thể không ngươi nói gì tần giải ngữ bên cạnh cuối cùng cũng lên tiếng ngắt lời nàng kinh ngạc nói mang thai quả nhiên là giả ngươi không phải còn động thai khí sao quay đầu lại liếc nhìn nàng cố hoài nhu cười lạnh tần nương tử cần gì phải ngạc nhiên như vậy ngài không phải đã sớm biết sao còn dùng việc này uy hiếp ta muốn ta đi lừa khương nương tử hít một hơi lạnh, tần giải ngữ nhích lại gần thầm tại giã, vẻ mặt kinh hoàng nói, ra, cố nương tử điên rồi, gặp ai cũng cắn. Nếu thiếp biết nàng mang thai giả, với tính cách của thiếp, sớm đã nói ra để nàng gặp xui xẻo, làm sao có thể lừa đến bây giờ. Còn kéo cả khương nương tử vào, cố nương tử biết ra hiện tại thiên vị khương thị, nên muốn kéo nàng xuống nước. Nhưng đầu nhìn nàng, thầm tại giã tiếp tục nhìn cố hoài nhu, chuyện mang thai của ngươi là giả chuyện này đúng không đúng là giả cố hoài nhu nhíu mày nhưng không phải lỗi cô thiếp thiếp không cố ý muốn lừa ra ừ trong mắt thầm tại giã chứa đựng lừa giận nhưng khóe miệng lại cười người muốn mượn hài tử để tranh thủ tình cảm tiện thể lừa ta một phen phải không cố phu nhân bên cạnh sợ hãi suýt chút nữa không đứng vững kinh ngạc nhìn cố hoài nhu sao ngươi lại làm ra chuyện ngu ngốc như vậy không phải thiếp thật sự không phải thiếp cố hoài nhu lắc đầu nước mắt rơi như chuỗi hạt, có người lừa thiếp, thiếp cũng là người bị hại. Thật là buồn cười, tần giải ngữ hờ nhẹ, khi ngươi mang thai, ra đã không thiếu đến quan tâm, nào là tặng đồ cho viện của ngươi, cuối cùng ngươi lừa ra nói không có hại tử. Hại ra đau lòng, mạnh thị bị bỏ về, khương thị bị nhốt ở tính dạ đường hai ngày. Toàn phủ bị ngươi làm khổ một lần, giờ sự việc bại lộ, ngươi lại nói có người lừa ngươi. Cố hoài nhu nghẹn ngào, lúc đầu ta thật sự không biết chuyện. Nhưng sau ngươi giả vờ xảy thai, giải thích rõ ràng rồi biết bản thân không mang thai, là ngươi cố ý làm vậy. Tần giải ngữ chật chật lắc đầu, sao không thể nói thật với ra. Đáng thương mạnh thị và khương nương tử, ngươi đúng là độc ác, thật quá ích kỷ. Tốt lắm, thầm tại giã nhắm mắt, mệt mỏi vuốt mi tâm, trầm giọng nói, chân tướng rõ ràng, đúng là ngươi giả mang thai, làm hại ta và những người khác trong phủ bị hoan uồng, còn vui mừng hụt. Việc này cấp một phong hiu thư cũng không quá đáng chứ. Ra, cố hoài nhu nhào tới bên chân hắn, khóc sao ngài có thể ác độc như vậy. Thiếp đã hầu hạ ngài lâu như vậy, không có công lao cũng có khổ lao. Dù ngài và thiếp chưa có nhiều tình cảm, nhưng đã cùng giường chung gối hơn một năm. Lần này thiếp cũng là người bị hại, ngài lại muốn bỏ thiếp mà không nói hai lời. Hơi mở mắt, thầm tại giã liếc nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi, ta còn giữ ngươi trong phủ làm gì? Ngươi hại người cũng thôi, còn muốn giết người. Lòng giả rắn rết, mọi người đều phẫn nộ, giữ ngươi lại sợ là ô uế tướng phủ. Giết người, cố hoài nhu sướng sờ, nước mắt còn đọng trên mặt, ánh mắt vô tội nhìn hắn tiếp khi nào giết người. Hôm trước, trong rừng cây ngoại ô, ngươi thuê người muốn giết Khương Thị. Thẩm tại giã đứng dậy, lấy ra một sấp ngân phiếu, rồi bảo chạm lô đi gọi phu xe vào nhân chứng vật chứng đều đủ, chỉ là ta chưa kịp thẩm vấn ngươi thôi. Ngươi còn gì để nói? Nếu chỉ là chuyện giả mang thai, nàng khóc một chút, van cầu tha thứ cũng có thể lưu lại. Nhưng nếu có ý định giết người, đừng nói lưu lại tướng phủ, tái giá cũng không được. Cố phu nhân có chút hoảng loạn, vội cầm lấy thứ trong tay thẩm tại giã xem. Đó là một sấp giả ngân phiếu, tờ giấy và in ấn đều có thể điều tra ra nguồn gốc, dù sao trong kinh đô chỉ có hai nơi dám giả tạo ngân phiếu vừa rồi hoài nhu muốn tìm cũng là vật này không ngờ giấu kỹ quá chưa kịp tìm ra thẩm tại dã đã trở lại cố phu nhân bóp bóp lòng bàn tay nhỏ giọng nói ngân phiếu này có thể tra ra điều gì sao phu nhân không biết sao thẩm tại dã mỉm cười vậy để ta nói cho phu nhân biết gần đây trong kinh thành hai nhà ngân hàng tư nhân bị niêm phong vì giả tạo ngân phiếu quan phủ đang truy tìm chỗ đi của số ngân phiếu giả đó. Trùng hợp là, nhà cố đại nhân thu không ít ngân phiếu giả. Đó là lão gia nhà ta vận khí không tốt, cố phu nhân mím môi, nhiều ngân phiếu giả tung ra ngoài như vậy, sao ngài có thể nói chắc chắn chúng là của nhà cố gia? Rất đơn giản, thẩm tại giả nói, ngân phiếu có hiệu đổi tiền, 30 tấm ngân phiếu trên tay ta đều có cùng hiệu đổi tiền. Chỉ cần điều tra dòng chảy tiền trong ngân hàng tư nhân là biết cố phu nhân lúc này mới thật sự hoảng loạn, liền đưa tay xé ngân phiếu. Ngài muốn kéo ai cũng được, nhưng đừng ô uế tướng phủ của ta. Thẩm tại giã thản nhiên nói, cố đại nhân làm gì sau lưng ta không hứng thú, ngay cả ngân phiếu giả đến tay ta, ta cũng không muốn cha. Nhưng việc mua người giết người, không thể tha thứ. Không phải ta, cố hoài nhu vội vàng chỉ tần giải ngữ, là nàng. Nàng dùng bí mật mang thai của ta uy hiếp, bắt ta lừa khương nương tử ra ngoài phủ. Tần giải ngữ liếc mắt, mỉm cười nhìn nàng, Người biết ngươi hiện tại giống cái gì không? Như nữ quỷ đắm chìm trong nước, muốn kéo bất kỳ ai xuống cùng. Khương nương tử và ta không thù không oán, ngươi nghĩ nói như vậy ra sẽ tin sao? Thẩm Tại giá im lặng. Nói thật hắn tin lời Cố Hoài Nhu, nhưng hôm nay, hắn chỉ muốn xử lý Cố Hoài Nhu. Hôm trước ngươi tự đến Tranh Xuân Các, Thẩm Tại Dã nói, ngươi bắt Khương thị ra ngoài phủ, phu xe cũng là người của ngươi tình huống này, người còn muốn đẩy trách nhiệm cho người khác, có phải không hợp lý không? Cố Hoài Nhu run rẩy đôi môi, mắt đầy hận ý nhìn tần giải ngữ. Trong chớp nhoáng nàng dường như hiểu ra, từ tối qua bắt đầu có lời đồn, chắc chắn là do tần giải ngữ truyền ra, mục đích là bức nàng cắn Khương Thị một cái. Nếu cắn không thành, nàng cũng không có kết cục tốt. Mẫu thân không phải nàng gọi tới, nàng kỳ quay tại sao có người đi trước mặt nàng nói nhiều như vậy, khiến mẫu thân gấp rút đến gây chuyện, kết quả tất cả đều từ tần giải ngữ. Thật giỏi cho một tần nương tử, hại nàng đến nước này, lại làm nàng không thể nói ra nỗi khổ. Ngươi sẽ gặp báo ứng, nhìn tần thị, cố hoài nhu mắt đầy hận ý, nghiến răng nói, ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng. Thẩm tại giã nghiêng đầu nhìn tần giải ngữ, thấy vẻ mặt nàng đầy kinh hoàng và vô tội, ngươi sao lại như vậy? Làm như chân tướng là ta làm gì sai trái? Ta, tần giải ngữ, chính trực không sợ gian tà, không làm việc trái với lương tâm sẽ không sợ quỷ gõ cửa. cố hoài nhu nghẹn ngào, khóc rất lâu mới nhìn thầm tại dã nói: ra có thể cho thiếp ở lại phủ lâu thêm hai ngày không? dù sao cũng đã ở đây lâu như vậy, thiếp muốn thu dọn đồ đạc và bái biệt tỉ muội. có thể, thẩm tại dã nghiêm mặt nói, nhưng ta sẽ không tiễn ngươi. được, cố hoài nhu cắn răng đứng lên, đỡ tay mẹ, quỳ gối hành lễ trước thầm tại dã liếc nhìn mọi người trong phòng rồi kéo mẹ mình ra ngoài. Nhu nhi, cố phu nhân tức giận, ngươi nhận tội như vậy, sau này còn ai dám cưới ngươi? Ngài còn chưa thấy đủ sao, cố hoài nhu vừa khóc vừa hét, phải chờ ra giao ta cho nha môn kinh đô, ngài mới hài lòng sao? Cố phu nhân sướng sờ, vội không nói thêm gì, theo nàng về ôn thanh các. Mai chiếu tuyết xem đủ náo nhiệt, bình tĩnh trở về chép tâm kinh. Tần giải ngữ ủy khuất nhìn thầm tại giã, quỳ gối, thiếp sẽ không quấy giày ra nghỉ ngơi, nhưng hy vọng ra có thể tin tưởng thiếp. Ừ, thẩm tại giã phất tay, đều trở về đi. Thiếp cáo lui. Náo nhiệt trong tướng phủ phút chốc yên tĩnh trở lại, tiếng khóc trong ôn thanh các cũng vang vọng khắp tướng phủ. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.